Tiên bảo phải vô làng đủ mà đường đông người như thế này cả nhà. Tại vì hôm nay có đám ma khô, làng đủ bây giờ là chỉ mỗi một việc là đám ma. Thương lắm. Chọn ngày có bà con ở nơi xa tới. Lên luôn. Bà là tới đại công trường rồi cả nhà ơi. Bữa nay bà Món Phở mới biết á, là những cái thùng này là thùng dầu, xăng dầu á, dầu để xe chạy máy. Đây là của, chắc là của bên san lấp mặt bằng đó. Hai chiếc xe tải của họ kìa đó, của công ty miền Tây của anh đó. Quá trời xe luôn cả nhà thấy không, của anh Vinh chị Hồng ở Thanh Hóa đó cả nhà. Xa xa kia, kia có hai chiếc xe ở trên cái đồi cao kia cả nhà ha. Đó, đây, wow, đang ấy bê tông, vừa khói vừa bụi cả nhà. Đẹp ha. Chiếc xe đó tiện quá cả nhà ha. Bây giờ chúng ta đi vô công trình đi, coi hôm nay sao. Máy dũi sắt. Sắt dũi ra thẳng là từ cái máy này ha. Ủa sao bây giờ mới đem vô? Do từ sáng rồi. Mà sao bây giờ mới đem ra đây? Làm xong việc đó xong mới đem ra làm. Mới đem đằng kia, dũi đằng kia hả? Bây giờ thì chúng ta cùng vô bên trong đi cả nhà. Bây giờ là 3 giờ kém 20 phút rồi. Sáng nay Bảo Món Phở không có mặt ở đây. Hy vọng là vẫn còn ghi được những hình ảnh đẹp cả nhà ha. Và mong ước rằng là vẫn được tạo điều kiện để ghi hình. Mấy hôm nay Bảo Món Phở đi với chị Phượng là nhà báo, cho nên công việc nó thuận lợi hơn. Hy vọng là lần này hôm nay cũng được cả nhà ha. Đi thôi cả nhà. Cái cần cẩu đang làm việc rồi cả nhà ơi. May quá, hình như là chưa có làm vách. Ủa, mà như làm đền rồi sao á. Wow, hình như làm đền rồi. Cái tầng nhà, đền nhà. Tiếp tục, công việc móng nó vẫn tiếp tục ha cả nhà. Wow, đây, cái móng này sẽ tới cái này. Cái này là người ta, đó, chúng ta nhìn hình dung ha. 1, 2, 3, 4, 16 trụ. Như vậy là hôm nay bà Món Phở đã biết rằng là 16 trụ cộng với lại 4 trụ riêng kia, giống như là nhà bếp rồi đó. Bữa nay là, hay là, không biết là, không phải nhà bếp đâu, chắc có lẽ là chuồng trại hay gì đó. Nó công trình phụ, công trình chính là 16 trụ, còn công trình phụ là 4 trụ đó. Chúng ta thấy không? Sàn rồi nè, bây giờ là chỉ có lắp cái cột vô là xong. Đã ha, quá ư là. Bên kia là đang lắp cái khung mà để định hình đó cả nhà. Rồi lại lắp cái khung đó xong là người ta sẽ cái này lắp trước xong mới lắp cái khung đó. Rồi cái tầng hôm qua chúng ta đã thấy rồi ha, đối diện với lại cái chỗ này. Để coi. Chưa có làm móng, như vậy người ta vẫn làm cột cho cái nhà số 2. Gì đây? Đánh số thứ tự nè. N4 10 C3. Còn bên này là cái gì ạ? B giống như là phở. 3 là 8 10. Biết cái mã gì nữa. Một điều khác á, đó là những cái cây mà người ta chống đỡ những cái cây cột á, người ta đã gỡ ra hết rồi. Những cái cột này nó đã tự đứng rồi. Và người ta cũng đổ bê tông luôn rồi. Đó. Đây nè. Đây chúng ta quan sát nè, đẹp ha. Đó, những cái cây cột mà người ta chống, người ta gắn cờ phướng á.
Mình cho gỡ ra hết rồi ha. Không biết mình có được đi dưới đó không ta. Cũng hơi ngại á, sợ làm phiền á. Đó, chúng ta thấy không? Đổ bê tông hết rồi. Tuy nhiên vẫn còn hai cái cột kia cả nhà ơi. Vẫn còn hai cái cột kia như hôm qua. Hai cái cột rồi nè. Đó, chúng ta thấy mấy tôn tre không? Cái cột đằng kia nữa, ba cái cột vẫn còn đó. Ngộ ha. À. Rồi, người ta chuẩn bị cẩu cái đó. Bọn phải nói đúng thấy chưa? Binh đoàn 12 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Cái cẩu đó. Còn bên kia là cái gì thì chưa biết. Cũng có khi nào là binh đoàn Trường Sơn chịu trách nhiệm chính rồi kết hợp với lại cái công ty hôm qua là công ty Xuân Mai đó. Bên đây mọi người vẫn rộn ràng, đằng kia kìa cả nhà vẫn đang thi công móng. Hôm nay mới nhìn cận cảnh được. Xin chào bác lái cẩu. Ôi, kêu gì đó, ai kêu tôi đó? Cái đường đi lên bữa nay quá trời đồ rồi. Ồ, một cái xe bê tông xuống đây cả nhà. Cái xe bê tông này là hồi nãy chúng ta thấy nó lúc mới tới đó. Đó, bên này nãy nó đang trộn, giờ nó trộn xong giờ nó ra là chắc lẽ là người ta sẽ đổ bê tông của cái này. Chúng ta đi qua đó một xíu đi ha. Để coi có được cái từ đầu hay không. Bà bóng phở muốn ghi hình từ đầu luôn. Cái phần mà người ta làm móng á. Để bọn phải cố gắng làm một cái video mà nó đầy đủ hết ha. Đây. Ô, cái này là đổ lần 2 cả nhà ơi. Cái này là đổ lần 2 nha, không phải đổ lần 1 nha. Lần 1 đã đổ rồi. Bây giờ người ta tiếp tục để làm những cái khung định hình cho lần 2. Lần 2 rồi. Đây, bên đây nè thì cũng làm nè. Để ráng tìm cái chỗ nào mà nó quay lần một. Nó hôm qua có cơ hội mà bọn phổ quên quay tiếp quá. Bây giờ là đổ lần hai. Nối. Nối máng. Nối máng. Rồi, chú ấy đem cái cây tới. Mở van. Dùng lực đòn bẩy. Mở van bê tông. Những miếng bê tông đầu tiên xuống. Oh, my God.
Đồ ghề đơn giản ha cả nhà ha. Thích ghê luôn á, đơn giản gọn nhẹ. Ồ, chiếc cẩu kia. Ở đây chiếc cẩu đang làm đây. Nó chuẩn bị lấy chân cái xe. Bây giờ nè, chúng ta nhìn bên này nè. Đây. Đây là người ta đã đổ lần 2 xong rồi cả nhà ha. Đó. Đổ lần 2 xong rồi. Đây chúng ta nhìn nè ha. Cái này là người ta đã đổ lần 2 xong. Đó, có cái khung sắt định hình đó. Hay chưa? Sau khi đổ như thế này thì nó sẽ giống như bên này chúng ta vừa xem cận cảnh cả nhà ha. Đây là cái khung định hình đã đóng sẵn, sẵn sàng đổ bê tông vô nè cả nhà. Đó. Đây là đổ, này là sẵn sàng đổ bê tông lần 2 nha cả nhà. Đã lắp được cái khung định hình xong rồi. Mỗi khung đều phải có ha. Có khung hết. Đây, chị đang lắp nè. Chân bắt đầu á. Ngoài ra còn phải vặn thêm cái gì nữa nè. Vặn làm gì đó không biết nữa. Đó, người ta lắp thêm sắt, sắt đã đen rồi lắp vô cho nó lúc nó được như thế này. Đây, lắp được như thế này là rồi, xong rồi đóng thêm cái khung, viền thêm cái sắt thì nó mới ra. Vậy là sau khi đổ xong rồi cả nhà, người ta vẫn phải gia cố lại cái gì đó nữa. Tưởng đâu đổ xong là xong chứ. Tưởng đâu là mình đổ cái khuôn xong là xong. Không biết là xong là còn đội khác để nó lên cột. Dạ đúng, nhưng mà con tưởng đâu là mình đổ xong là xong, mình không có cần phải làm thủ công như thế này. À, cái này là có những cái đoạn nó thiếu mà. Mình kiểm tra lại, mình đo lại. Nó chưa đạt cái thông số yêu cầu thì mình làm lại. Chứ không phải trụ nào cũng như vậy đâu, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn. Mình chuyên đổ cái này. Bây giờ nó thiếu đi thì bây giờ mình phải làm lại cho nó đủ cái cỡ đấy. Dạ. Để nó đạt cái tiêu chuẩn của nó. Dạ. Đó. Thì nó khác, thì nó khác. Thôi. Phải kiểm tra lại. Và kiểm tra lại những cái nào thiếu thì mình phải làm lại mà. Dạ. Rồi, xong tấm đó. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta thấy cái hình ảnh là những cái tấm nền nhà ha, tấm đa nền nhà đang được vận chuyển. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ được thấy cái cảnh lắp ghép ông ta. Chú ấy nói là thi công tới 10 giờ đêm luôn. Không lẽ hôm nay bọn phải ở tới 10 giờ đêm ta. Đó. Chiếc xe này nó chở tới gần hết rồi ha. Theo như quan sát thì bên nhà số 2, chúng ta coi thử coi. Tại sao bên nhà số 1 người ta không làm cho xong nhỉ? 16 cột mà lại còn lại 4 cột kìa. 5 luôn hả? Đếm thử coi. Đó, ngộ ha. Đó. Rồi bên đây, bên đây 1, 2 vẫn chưa xong, vẫn chưa xong, tại vì cái xe cẩu này nó đang bận cái việc lấy đan rồi, thì chắc có lẽ là bên lắp cột này phải chờ thôi. Vậy là người ta chống cột, người ta không cần những cái cờ phướng nữa cả nhà. Chỉ có cái ngày đầu tiên á,
ngày đầu tiên khai trương, gọi là khởi công, ngày đầu tiên khởi công làm lễ đồ này nọ thì người ta mới gắn cờ phướng ha. Cái khuôn viên nhà thứ hai đâu gắn cờ phướng đâu nè. Đó, cái nhà số 1 mới gắn cờ phướng xung quanh, rồi cả những cái thanh kia luôn. Những tấm đan đã được đặt xuống đây. Khi nào mới được thấy những tấm đan này lắc lên ta? Ủa, sao nhìn trong xe lại thấy cột? Còn đan không? À còn, vừa đan vừa cột luôn. Nhưng mà bây giờ thì là người ta nâng cột rồi. Trong khi bà cũng phở muốn bay cái hình ảnh đan. Cột thì nó cũng thân quen rồi cả nhà ha. Đó, như chú vừa nói đó, là đặt của cái này là binh đoàn 12, đặt của công ty Xuân Mai nè, để làm cho nó nhanh tiến độ nè. Còn mọi thứ là binh đoàn 12 hết. Bây giờ chúng ta cùng bay xa xa một xíu, chúng ta quan sát tổng thể ha. Ngày hôm nay coi thử như thế nào. Có thêm cái nền nhà nào mới được đào móng hay không? À, bên đây. Vậy là cái nhà này, cái nhà này là cái nhà mấy bữa thi công, bữa nay người ta đào móng rồi nè. Thi công cái khung á cả nhà. À, rồi tiếp tục đào móng bên này. Rồi, đây một hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta sẽ được thấy ngay từ đầu. Là hôm nay có đào móng đây cả nhà ha. Xa xa là xe cẩu đang làm việc. Ôi, bên phải cái khói bụi trộn bê tông hả? Chúng ta bay về cái khói bụi trộn bê tông đi cả nhà. Wow. Cái đường này đầu nghe video chúng ta thấy nè, quay bà con đi đi đám ma đó cả nhà. Đó thì bọn phổ quẹo lên cái đường này ha. Đó. Nó rất là gần nha, rồi lên công trình. Đó, chiếc xe tải nó đang đi đó. Chúng ta hình dung rất là dễ ha. Đó, chiếc xe này ngay chỗ mấy cái thùng dầu trong đầu video nè. Và bên đây. Đang trộn bê tông đây cả nhà. Rồi hồi nãy bà bóng phở cũng hỏi chú ngay chỗ này đây cả nhà. Chỗ này người ta đang đổ nè. Chúng ta hình dung dễ rồi ha. Đây bây giờ chúng ta coi ngắm cận cảnh cái đổ bê tông đâu rồi. Ủa đổ xong luôn hả? Đổ xong luôn mất tiêu rồi. Hết bụi đẹp rồi. Còn ở đằng xa kia kìa cả nhà, là mọi người đang có hai người đang bỏ bê tông vô cái gầu của cái xe này. Công nhận cái xe này nó quá ư là đa năng ha, nó quá nhiều chức năng luôn á, quá nhiều chức năng và tiện dụng đó. Anh em đang châm dầu vô xe hả, dầu nhớt gì đó.
Rồi, đúng, xong luôn. Nhất, đổi vô đâu đây? Chờ. Không lẽ vẫn là chiếc này? Xe dịch tới hả? Để coi. Xi măng vào. Rồi, bụi mịt mù. Chờ có nhiều quá, vẫn phở. Lại tiếp tục. Đây. Tạm biệt những chiếc xe bê tông. Bữa nay chúng ta thấy thêm được một cảnh đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua lại cái xe cẩu. Hy vọng là lúc này đã cẩu được cái tấm đan mà chúng ta muốn quan sát. Đúng luôn. Ủa, cột hay đan? Lại cột sao? Rồi, lần này đan rồi cả nhà. Cái dây cột đó có vẻ là lần này là đan ha, hay là cái cột này nó hơi đặc biệt. Thấy cái cột mà. À, trên cái logo á. Trên cái logo này chúng ta nhìn cận cảnh một xíu của cái bản mới ha. Đó. Rồi, người ta ghi rất là rõ đây nha cả nhà. Vừa binh đoàn 12 mà vừa công ty Xuân Mai luôn nha. Đây nè. Thôi để chúng ta đợi một xíu đi cả nhà. Để coi người ta kéo lên như thế nào đây. Đợi một xíu đi. Wow, vừa đan vừa cột luôn. Đúng như bọn phở dự đoán. Thấy cái dây nó căng, căng rộng ra, không phải là cột. Cột thì người ta móc à. Wow. Úng ba la. Đó, chúng ta thấy đó. Vừa công ty Xuân Mai, vừa tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Chính là binh đoàn 12 đó. Đó, binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng, tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Người ta ghi rất là rõ. Đây là cái hạng mục này mà có sự hợp tác giữa hai bên. Rõ ha. Hôm qua khởi công thì an toàn là trên hết, cho nên là gắn cái khẩu hiệu an toàn. Thì hôm nay để tên công ty. Tấm đan sẽ được đặt xuống. Người ta lấy một lần là nhiều luôn ha. Không cần. Cho nãy mình trong đầu không nghĩ. Tổng công ty Trường Sơn. Thấy chưa? Xuân Mai Corporation. Xa xa kìa, chúng ta thấy gì không? Làng ngũ đó cả nhà. Đó. Ở đây chúng ta thấy được vừa làng ngũ mới, vừa làng ngũ tạm cư. Nó, có thể nói là vừa làng ngũ định cư và vừa làng ngũ tạm cư ha. Đây. Quá rõ cả nhà ha.
Sẵn đây chúng ta đi quan sát một vòng thử coi, ra xa coi bữa nay san lấp mặt bằng có thêm một cái gì mới hay không luôn cả nhà nha. Wow, cái đồi số 3 bữa nay cái mặt bằng nó phẳng hết rồi nè. Chúng ta cùng hạ thấp để chúng ta quan sát cái đồi số 3 nha cả nhà. Hôm trước, trong video trước bọn Võ đã đi ra tận đây rồi, chúng ta tò mò mấy chiếc xe nó đi đổ ở đâu đó. Là chỗ này đây cả nhà. Đây là quả đồi số 3. Đây, chúng ta nhìn thấy không? Cận cảnh là quả đồi số 3, bên phải là quả đồi số 2, bên trái là quả đồi số 1, tạm gọi bọn Võ tạm gọi như vậy nha cả nhà. Cũng giật cấp cao thấp không? Có thể vẫn giật cấp cao thấp á. Xe này đang ủi ha. Xin chào. Xin chào xe ủi. Và xa xa kia xe đổ đất. Rồi. Có một cái mới rồi đó ha. Bây giờ thì chúng ta đi về đây. Tạm biệt. Bên này từng cái nền nhà đang hình thành ở đây. Chúng ta thấy ba cái nền nhà trong màn hình đã giật cấp rồi ha. Một chiếc xe lưu đang xuống, chắc có lẽ là cào xong rồi tới phiên em lưu làm việc. Bên phải là chúng ta thấy người ta đang đào móng. Công nhận chiếc xe xúc đó nó đa năng đa dụng. Sao tự nhiên cảm giác trời tối quá. Đừng nói mưa nha cả nhà. Đừng mưa nha. Chiếc xe tải thì nó tắt máy rồi, mà bây giờ thấy vẫn còn cẩu. Có khi nào đây là cái cẩu cuối cùng không cả nhà? Một tấm. Có khi nào đây là hết xe luôn, trong xe hết luôn không? Để bay lên cao sẽ thấy đã biết. Chiếc xe nổ máy trở lại để coi coi. Đó ông Phở coi nó còn hàng không. Ông Phở đoán là hết hàng. Rồi đúng luôn, nó về. Nó hết nhiệm vụ, nó về. Hẹn gặp lại nha. Có khi nào vậy mái nhà ai làm ta? Hồi nãy quên hỏi cái chú là vậy thi công cái phần này bê tông, vậy còn cái mái thì sao? Hồi nãy chúng ta coi có 3 đống ha. Nãy chúng ta coi 3 bây giờ 4. Êm ái, nhẹ nhàng. Quá tuyệt. Rồi, nhiệm vụ bây giờ cái xe này nó sẽ rảnh rang. Nó bắt đầu làm nhiệm vụ lắp cọc tiếp theo cả nhà ơi. Công việc đầu tiên sau khi
bên giao trả mặt bằng, san lấp mặt bằng thì để xây nhà, đó là đào móng. Và theo như bà Bóng Phở quan sát thì bà Bóng Phở thấy là một cái căn nhà như vậy á, là bao gồm 16 cái móng như thế này, cộng với lại đó là nhà chính nha đó. Còn nhà phụ á, là công trình phụ là 4 móng đó, 4 trụ, 4 trụ có cũng có thể gọi là 4 móng đi cả nhà ha đó. Mà một cái người ta đang đào vậy là 2 cái móng, móng đôi người ta đào vậy là 2 cái. Đây là cái công việc tiếp theo của cái việc đào móng đây cả nhà. Đó, chúng ta may mắn quá có đầy đủ cái quy trình cho chúng ta thấy luôn ha. Đây, một cái người ta đào vậy là được 2 cái cột móng nè. Bà Phở nói đúng nha cả nhà. Sau mấy ngày ở đây bà Phở học được như vậy đó. Anh chị em sẽ đang đào móng đang sự à vậy là chắc là vừa xong cái phần đó, người ta bước qua đây. Ủa cái này là cũng xong rồi nè. Không lẽ những cái này xong hết rồi sao? Để coi còn cái nào nữa không? Hay là xong rồi? 1, 2, 3. À còn cái này. Đây chúng ta sẽ thấy người ta làm trọn vẹn luôn ha. Mới có 6 à, bên đây nữa là 8. Để chúng ta đếm thôi coi bên này nha. Bên trái là công trình phụ 1, 2, 3, 4. Còn bên này 1, 2, 3, 4, 8. 8 lần 2, 16. Rất là rõ đúng không cả nhà đó. Sau khi người ta sẽ làm tiếp theo cái này, rồi người ta mới bắt đầu đổ bê tông. Và trong khung hình có vẻ là người ta đang làm cái việc đó luôn. Đây. Và bước tiếp theo là đây, đào móng xong rồi anh em lắp mấy cái cây sắt như hồi nãy chúng ta thấy ha. Bây giờ thì sẽ tới cái công đoạn này đó, công đoạn này. Hôm nay may quá, hiếm có bữa nào mà bữa nay có đầy đủ cho chúng ta quan sát trong một video. Hôm bữa là chúng ta cứ bị lắc nhắc cả nhà ha. Đấy. Và đây là nguyên một bộ móng nhà đã thành phẩm, chờ lắp ghép thôi nha cả nhà. Chúng ta thấy không, 16 cộng 4, chờ lắp ghép mấy cái trụ vô là coi như là thành cái nhà hoàn thiện. Chiếc xe này chiếc xe gì lạ quá ha. À cái sắt người ta đan rồi á chú. Cái sắt người ta đan rồi mà nó cong xuống. Bà Bóng Phở tưởng là cái gì là sắt để đổ lên này. Đại đây này, đổ đi đâu. Như vậy là không phải tầng 1 mà là tầng tầng trệt dưới đất nè. Vậy là đổ luôn cả cái nền dưới đất. Vậy là sau khi mình lắp cột mình mới đổ sao chú? Đúng rồi, lắp cột xong rồi. Dạ. Vậy là người ta sẽ chở cái này xuống cái nhà số 1, chúng ta lại được quan sát. Ngày mai mới đổ hay sao chú? Mai mới đổ. Dạ. Vậy cái phần này là của binh đoàn 12 mình làm chứ không phải Xuân Mai. Xuân Mai là người ta chỉ làm những cái gì mà người ta đổ sẵn lắp ghép mà thôi. Đúng rồi. Dạ. Mai mấy giờ làm cái này chú? Mai chắc ngày kia mới làm được. Ồ, ngày kia luôn hả chú? Buồn quá vậy. Dạ, cảm ơn chú. À, là chắc là người ta chờ lấy cái này thôi. Rồi. Hay quá. Dạ, theo như chú nói là ngày kia là ngày mốt á cả nhà. Ngày mốt mới đổ nền tầng trệt ha. Chà, bà Bóng Phở còn ở đây không ta? Bà Bóng Phở cũng ở nán nhiều lắm rồi đó. Người ta đang tính làm cái gì đây? Chắc có lẽ là hạ xuống á. Có cái xe phía sau hỗ trợ. Đó là lý do tại sao chiếc xe đang đào đất mà bỏ cái đào đất chưa xong mà đi. Vậy là qua đây phụ á cả nhà.
bên này chiếc xe đổ bê tông vẫn đổ, chưa xong luôn. Đó, xa xa kia là... Ủa, xong rồi hả? Rồi, xin chào, tạm biệt. Ảnh đi về, ảnh tiếp tục làm tiếp nữa đó cả nhà. Rồi, tiếp tục ăn hàng nữa ha, xe bê tông mini ơi. Chiếc bê tông nhỏ, cưng gọn, rất là tiện lợi luôn, thích ha. Và xa xa kia, các anh lấy hàng lên được chưa đây? Một hình ảnh hiếm có, may quá, bò món phở ghi hình được. Nó... Rồi, móc vô gầu, nâng lên. Xong nhiệm vụ, mấy anh đẹp trai. Wow. Ghê chưa? Làm thấy nhẹ nhàng ha. Để coi nó để chỗ nào nha. Wow, wow, wow. À, chiếc xe chở nó đã xong nhiệm vụ và bây giờ chiếc xe đã rời đi. Ồ, thêm một chiếc nữa. Ồ, không ngờ. Thêm một chiếc nữa cả nhà ơi. Rồi, để đâu đây? Bữa nay vô tình, bữa nay cũng có được cái mới này nữa. Nền nhà. Wow. Thì chúng ta đi qua bên, dạo qua bên này một xíu thử coi. May có flycam á, chứ công trường nguy hiểm, chúng ta không thể nào mà đi tới tận nơi được đâu. Đó. Tiếp tục sự nghiệp xúc cát. Ủa, lại xúc cát lên cái xe này. Chưa có câu trả lời ha. Ồ, xa xa kia một cái xe chở dầu vô kìa. Công trường rộn ràng, vui quá. Công nhận cái gầu, mấy cái gầu này nó to, cái nó xúc một chút là xong cái xe tải nha cả nhà. Còn bên đây là gì đây? Nước. Hồ treo núi đá của tôi đây. Mấy bữa ông phở đón đúng luôn trời. Nhờ đi núi đá nhiều. Để chút nữa chúng ta để ý coi nó, cái xe đó nó đi đâu, chúng ta sẽ biết được tiếp theo là gì cả nhà ha. Cái bê tông này sao đây, có làm nữa không? Thấy cứ quay quay hoài rồi có làm không? Chưa, không có gì hết. À, sorry, người ta đang lấy ra nè. Vậy là hồi nãy á, người ta chạy vô đây á, để người ta lấy ra tiếp á, chưa có hết á bà bán phở. Tôi mệt bà bán phở quá trời.
xong tiếp tục. À, vậy là chiếc xe chở lưới sắt đổ bê tông đó, đổ nền nhà á, nó đã chạy tới đây rồi. Nó đã chạy tới đây. Ủa, phổ mê máy móc cho nên nhìn xe cổ máy móc gì thích quá trời luôn cả nhà. Ước gì được ở đây á, ngày nào cũng ở đây coi ha, đã ghi được cái hình ảnh kỷ niệm từng ngày mỗi một làng Nũ Mới thay đổi như thế nào, rất là có giá trị á. Tại vì bọn phở thấy có vẻ là nhà nước đang định hướng cho cái làng Nũ này làm du lịch luôn á, tại vì có vẻ là nhiều người cũng rất là quan tâm. Mà Lào Cai thì rất là giỏi về du lịch. Ồ, rồi nó hạ rồi đây cả nhà. Cuối cùng em ấy đã nằm sóng xoài ra đây rồi. Người ta để ở đây rồi, mai mốt người ta lại, chắc có lẽ người ta vác từng cuộn á ha, người ta cuộn lại người ta đi hả, để chờ xem. Chuẩn bị tiếp theo cho cái xe này. Tầng 2, tầng 3 rồi chạy về phía chắc là phải không, phải không, phải cái xe này không phải ở tầng dưới hả? Ừ, thì nó chạy ở đây, đây đây nào, phải không anh? Ừ. Rồi đây, à đây cái xe cát đây cả nhà, chiếc xe cát nó đổ xuống đây rồi, chiếc xe cát hồi nãy đây cả nhà nó chạy ra đây, bây giờ chúng ta để coi nó đang ở vị trí nào nha. Nãy bay vội bầu bóng phở không kịp thấy là nó ở vị trí nào. Vậy là nó, tại sao nó phải đổ cát ngay đây nhỉ? Giống như hôm bữa nó cũng đổ đá đó, nó lại đổ đá kia, không lẽ làm nền trước để làm móng? Làm móng hả anh Thi? Móng chưa đào mà. Nhưng mà đổ để đấy chưa đào đằng kia đó. Chỗ cái này là tự nhiên cát là ở đây này, rồi đá này, đằng kia đó. Sau này nó tập kết về đây một đống nữa. Ừ. Thì dự đoán là người ta sẽ tập kết ở đây này. Ừ. Xi măng cát sỏi về đấy xong rồi nước nữa, là khi nào đào xong cái là giống như móng là bắt đầu là trộn lên bê tông ở đấy luôn. Ừ. Là giống như mấy cái xe bê tông nó trộn như bữa giờ hả, hay là trộn ở đấy? Thay vì một tập kết bên kia thôi thì người ta thêm cái bên này. Yeah. Rồi hết pin rồi cả nhà. Bên đây thì cái cần cẩu nó đang hỗ trợ thi công nè cả nhà. Đó, đẹp lắm cả nhà ơi, phong nền phía sau mây như là mây nhưng mà bà con đốt khói. Chắc có lẽ là bọn phở, trời ơi, bọn phở chắc phải để tham lát cái chỗ này đi, nhìn khói nó bay, mây nó bay đẹp lắm cả nhà. Thôi chúng ta để đây một xíu nha cả nhà. Chiếc xe này nó đi đâu đây, hay là nó bắt đầu nó làm tới cái ô này ta, bắt đầu làm tới cái nhà này, có thể là đào móng tới cái nhà này không? Rồi chúng ta thấy là cái nền này đã xong rồi nè. Chúng ta đếm nè, 16 cái cho gian nhà chính là 16 cái cột ha. Và 4 cho cái công trình phụ. Đó. Dễ hiểu đơn giản cả nhà ha. Còn bên đây các anh lại tiếp tục leo dàn giáo. Làm không hiểu là làm cái gì. Bọn vợ cũng không biết luôn. Dễ thương chưa? Hy vọng là ngày mai lắp nền ta.
Tại vì bà bóng phở muốn về Sài Gòn á cả nhà, bóng phở tò mò muốn cho xong một cái nhà này nó chứ không phải lên cái nền đi, ước mong ghê luôn á. Sau khi mà bê tông đã đổ xong hết ha, thì người ta tới công đoạn này, người ta sang lắp lại hết rồi mới tiếp tục là lắp ghép cột đó, bên kia lắp ghép cột kia cả nhà đó, ta lắp ghép cột là lắp ghép nhà luôn. Bây giờ giai đoạn này vẫn là đang làm nền nhà, vẫn còn chưa xong nha, bọn phải thấy người ta còn lu nữa đó, chứ không phải vậy là xong đâu. Cái cục này là cái gì vậy anh? Để làm cái gì ạ? Ủa? Mẫu để kiểm tra cường độ chất lượng bê tông đúng không ạ? Bây giờ mình làm gì để mình kiểm tra? Mình đang lấy môi trong điểm ngoài của mình nén. Nén cường độ. Bỏ vô máy nén để biết được cường độ bê tông đạt đạt chuẩn hay không á hả? Ghê ta. Trời ơi. Đó, hay chưa? Vậy mà hôm bữa bọn phở nó người ta chơi đồ hàng thì ra thế. Đã, các anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Trời, lưới bê tông nền nhà. Ố, một chiếc xe rồ cưng quá vậy. Để được nhiều chưa? Vui quá à. Hiệu quả hơn hẳn là ôm ha. 1, 2, 3, 4, 5 năm luôn. Ôi đẹp quá cả nhà, xa xa là mây. Để coi kỳ này đổ tầng mấy nha, đi theo ảnh luôn đi cả nhà. Đây mọi người đang tiếp tục cột và cột cho nền nhà số 1 nha cả nhà. Nền nhà số 1, những cái cột đó đang cao hơn, người ta đang ghép lại với nhau à. Không lẽ bay flycam để coi ta. Đây, nền nhà số 2 đây nha cả nhà. Để coi cái cảnh người ta ghép cột mình chưa có thấy ha. Đây, nền nhà số 2. Đây, chỗ này ảnh mới vừa đem mấy cái khung sắt xuống đó. Ồ, mà còn mấy cái khung định hình kìa. Hai cái nhà này nó giật cấp cao ha, mấy mét luôn. Trời ơi, cái ông xe đó, ông chạy một cái bọn phỏ muốn thoát tìm. Người ta biết người ta dừng mà bọn phỏ rồi nhìn giật mình luôn á cả nhà. Đây, đây là đã xong cái số 2 rồi ha. Người ta chuẩn bị cho cái số 3 đây cả nhà, đổ lần số 3. Đó, cho nên là người ta chuẩn bị sẵn cái này nè. Và cái bên kia, cái khuôn kia để cho trụ, trụ để xong rồi mới lắp ghép những cái trụ kia đó, và những cái khung kia để định hình vô cái khung này để đổ bê tông. Nhưng mà trước khi đổ bê tông, người ta sẽ lắp tiếp cái khung này nữa để cho nó chắc chắn. Người ta lắp, người ta còn siết này nọ nữa. Đây nè, đó, chưa nha cả nhà, người ta mới lắp cái này. Còn nhiều cái công đoạn nữa rồi người ta mới lắp ra được. Đây là cận cảnh những cái đổ bê tông lần 2 vừa xong. Đã xong lần số 2 thôi. Người ta chuẩn bị làm tiếp khuôn mẫu để cho lần 3. Anh đang đi kiểm tra độ chắc của bê tông rồi anh nói là cũng sẽ thi công làm luôn á. Chú là người tày nha cả nhà, chú là người tày đó, người xin lỗi, người làng nũ, người tày ở làng nũ.
Ôi, cả nhà ơi, bây giờ người ta đang lắp xà nè cả nhà, lắp xà ngang nối các cột với nhau. Chà, có flycam mới thấy rõ chứ, quay máy thường như thế này là thua rồi cả nhà ơi. Thôi, bên đây chiếc xe nó vẫn tiếp tục. Là đây là một cái nền nhà đã giật cấp so với cái nền nhà số 2, còn cái nền nhà này nó giật cấp lên một lần nữa. Bây giờ thì cả những cái thanh đà ngang của nhà chính cũng đang hình thành luôn rồi cả nhà. Vui quá cả nhà ơi, sắp hình thành cái nhà rồi. Ước mong bọn phở được chứng kiến cái nhà này. Rồi bọn phở mới rời làng nũ ha. Cả nhà ơi, bây giờ chúng ta lại bay flycam mới quay phim được. Và chúng ta thấy đó, cái xe cát đó, nó đang tập kết. Có vẻ như anh Thi nói đúng, một bãi cát nó càng lúc lớn hơn ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bay lùi về bên đây. Trong lúc chúng ta lùi, chúng ta quan sát được thêm những cái hoạt động khác. À, và đây, để bọn phải bay một xíu đây. Và người ta bên đây, người ta đã đào cái đây, cái xe nó đang đào tiếp tục này. Nó vẫn thiếu một ô ha. Chỗ này vẫn thiếu một ô cả nhà. Bọn phở vẫn thấy thiếu một ô. Vậy là người ta đang làm gì đây ta? Bây giờ bọn phở mới thấy, mình không ngờ là cái cây này nó đang đóng những cái cây đó, cây nó dài tới 2 mét hơn ha, 3 mét luôn á. Trời ơi, thêm Thi thấy 2 mét anh Thi hả? Cỡ khoảng 2 mét. Chà, bữa nay bầu bóng phở mới thấy được cái công đoạn này. Đó, là sau khi đào xong là người ta phải đóng cái này, cái mấy cái cọc này vô. Dễ sợ ha, đào đã sâu cả mét rồi, rồi còn thêm đóng sâu cái này mấy mét nữa. Khiếp thật chứ. Móng mà quá chắc chắn luôn. Cả nhà ơi, bây giờ là 5 giờ kém 10 rồi. Chúng ta thấy cơ cục khói kìa. Đó, bố bà con đốt đồng. Không ngờ hôm nay chúng ta có được rất là nhiều cái thêm những cái quy trình đầy đủ hơn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bay qua ưu tiên cái cảnh mà bà đây nè, cái đang lắp nhà cái đà ngang cả nhà. Chứ không phải là đang chung cột nữa, mà đang lắp đà ngang rồi. Đi thôi cả nhà. Tạm biệt các anh. À, ba cái đà ngang đã hình thành rồi cả nhà ơi. Và đây là công trình phụ. Đà ngang của công trình phụ đã hoàn thành. Có khi nào ngày mai chúng ta được coi cái cảnh công trình phụ, có cái nền sàn của công trình phụ trước không cả nhà? Quá xá đã luôn. Chờ một xíu để bọn phở chờ flycam để quay được cái cảnh lắp cái đà ngang còn lại ha. Toàn cảnh đẹp quá cả nhà ha. Bây giờ chúng ta nâng độ cao lên đi, bọn phở muốn quay trên cao xuống. Rộn ràng những cái âm thanh tiếng xe, cái xe trước mặt chúng ta đó, chúng ta nghe là cái xe đó. Rồi đây, rồi một cái đà đã đang được xê dịch qua và sẽ được gác lên cái nhà công trình phụ.
đơn giản gọn vậy ha. Có khi nào chút nữa mấy ảnh cho luôn những cái tấm sàn nhà này lên hẳn luôn không ta? Cảm ơn cái cần cẩu này, quá là tuyệt. Có người hay lắm nha, không biết có làm ngành xây dựng không, mà nhìn cái cẩu là biết là ủa, làm nhà lắp ghép hay sao mà có cái cẩu đó. Trong nghề là nhìn là biết ngay làm nhà lắp ghép, nhà bê tông mà lại lắp ghép, hay ha, quá đặc biệt. Hình như bây giờ mới được gỡ ra nè. Ủa chưa luôn, đã đo đạc rồi lại hết rồi ha. Ồ không đơn giản tí nào nhờ. Ồ sửa lại thấy chưa đó, làm lại lắp lại đâu có dễ đâu, cứ đâu phải làm là xong đó. Tiếp tục anh ấy phải dùng búa đó. Có một chị phụ nữ rất là mạnh mẽ, ngay từ đầu bọn phở tới là đã thấy chị ấy rồi, một bông hoa hồng. Hy vọng là lần này xong ha. Rồi, xong thật rồi cả nhà ơi. Chúc mừng các anh đã hoàn thiện được cái khung nhà cho cái công trình phụ, có thể là nhà bếp hoặc là gì gì đó. Cả nhà ơi, đây là hình ảnh làng nũ tạm cư và định cư đều nằm trong một cái khung hình này của chúng ta. Quá xá đẹp cả nhà ơi. Và xa xa kia là cột khói lam chiều, mùa đốt đồng của bà con. Và đại công trường đang được tập trung xây dựng ở một quả đồi. Mặt bằng thì được san lấp, tổng cộng khoảng thấy là 3 quả đồi. Và đây, đẹp quá cả nhà ơi. Nhưng mà bây giờ thì cũng chiều lắm rồi, và video cũng đủ dài rồi đó cả nhà. Bà Bón Phở xin tạm dừng video này ở đây cả nhà ha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo cả nhà. Hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ được thấy cái cảnh là lắp lên được cái sàn nhà cả nhà ha. Bye bye cả nhà.